siêu đỉnh, siêu báo luôn. Cấn ghê. À, chạy báo nhờ. Đây là kho nhà mình nhá, có rất nhiều các loại giày cho anh em lựa chọn này. Đấy, từ Nike các thứ này và rất nhiều quần áo cho anh em. Đây, giày đây, giày về cho anh em. Và link ở phần dưới phần bình luận ấy. Ok anh em, có rất nhiều đôi rất là xịn sò. Mọi người vào Shopee chuẩn shop nhà Vin rồi mọi người tìm đến khăn trùm đầu nhá. Thì mẫu này nhà mình giảm giá cực sâu, chỉ còn 99k hẳn 5 chiếc liền cho mọi người luôn. Cái chùm này rất phù hợp cho những anh em mà có đội mũ phun phê và mũ 3/4. Nó sẽ thấm hút mồ hôi. Cái thứ hai là mùi của hôi mũ. Thứ ba là chống nắng cho anh em luôn. Thì hiện tại nhà Vin vẫn bán ba lô shop này, thì là mẫu mới là cái áo này. Đấy, áo đi, nhìn nó rất là phong cách đấy mọi người. Đó. Thì ba lô ra nhà mình thật ra thì vừa đi học được này, vừa đi chơi mà nó có hai cái sơ đồ đằng sau thì rất là hay. Tiếp theo là ra đây ra nhà mình thì chơi là hết hot. Thứ nhất là nó là bằng da, cái thứ hai là nó còn cái tuyệt vời. Thằng em nó bị hỏng xe mọi người ạ. Đây. Đó. Đây nhìn này. Bị hỏng xe. Nó bị hỏng xe. Con mẹ. Đây nó bị hỏng xe. Đây. Đang gọi cứu hộ nên như thế nào không biết. Bây giờ mình phải chạy đi cứu nó các. May mình có cái bơm ấy. Đấy. 12 giờ rồi chứ ít thì mình vẫn là trẻ lên cứu nó khác. Khổ lắm rồi. Đây. Đây. Xin lỗi. Thế nhiều bị xin lỗi. À, mình phải tắm mát xong rồi mình phải đi luôn. Ok nha, đi thôi. Cứu hộ. Đêm rồi ở phố nên là mọi người cần phải đi cẩn thận. Tại vì buổi tối thì có rất nhiều báo thủ. Lâu lắm thì không được chạy đêm ở trong phố rồi đấy. Rất là lâu rồi. Thật sự nói thì lâu lắm rồi. Bạn gái chạy báo ấy. Ôi. Lâu lắm rồi đi dạo phố đêm. À. Thề luôn, bọn này chạy báo kinh khủng luôn này, thề.
buổi tối quên đi mang kính màu đi, quên không chuyển sang kính trắng đi cho nó dễ nhìn ấy. Siêu đỉnh, siêu báo luôn. Cấn ghê. Này, chạy báo nhờ. Ôi thua. Thua rồi. Người đèn đỏ đi thua. Người đâu nhỉ? Là mẹ họ Dễ. Không thấy người đâu luôn. Buổi tối đi đúng không? Có nhiều cái nó ảo thật đấy, nó không như ban ngày. Về luôn đóng kính rồi mà vẫn cảm thấy nó có bụi luôn này. Anh ơi, vừa nãy có thằng nào đi xe phân khối lớn ở đây thuê phòng không? À, ok, mình cảm ơn nhé. Ê, ui, chút rút. Alo? Alo, em thấy cái tiếng xe của anh rồi đấy. Ờ, tao đang ở trong đúng cái hotel của mày luôn đấy. Đâu? Là... Làm anh hotel này. Đằng sau á? Thế em nghe tiếng, anh không nghe tiếng bố em ạ. Không. Đêm rồi mày nẹt à? Ờ, em nghe tiếng bố của anh. Em nẹt để anh nghe thấy đây. Ôi vậy đái đêm rồi mà còn nẹt. Đi đằng sau à?
Mẹ. Sao nào? Cứu được, về được cái nhà mà. Mày đặt phòng kìa. Ủa, đéo vừa hả? Bịp à? À, lộn lại. Mẹ không vừa nữa thì thôi đấy. Bơm. Ngọn chưa? À? Thời đại 4.0 rồi. Phải có cái này đem người. Hết mẹ hồi luôn. À, thủ thuốc đau quá. Thần kinh à, anh phải về. Mai anh còn dọn kho nữa. Kho nhà anh đã dọn xong đâu. Mai phải dọn sớm. Mẹ hôm nay. Hả? Thôi. Mẹ nếu mà mai tao chơi là tao ở lại đấy. Mày đem gì đi về đi. Hả? Ảo thật đấy. Đi chơi. Xì hơi mọi người ạ. Đang đi xong rồi kéo được sao. Tự nhiên thấy thấy con thao ông trạng khác là tôi xong rồi. Lên 0.9 rồi. Tầm 1.7. 1.7 là về được. Đèn. Hay đi ăn. Hay đi ăn không? Tao ăn rồi. Đi được về nhà đấy. Phòng đi vứt à? Thì chả vứt. Đây này. Anh phải có việc mà. Xe của anh cũng đang bị bục ở đằng sau đấy. Sắp thay lốp mới rồi. Kệ đi, kệ cho nó bơm đi. Đây này, lốp sau anh. Lốp xe anh bị xì rồi. Mày ngáo à? Về đây, lốp anh đang bị xì mà. Anh vừa bơm xong anh mới lên đấy. Mày bị ngáo à? Bây giờ xe này mày về nhà đúng không? Mai mày thích, mai mày vá thì mày bơm ở nhà đầy đi, xong mày ra sang cho vá. Cái này còn lâu nó mới xì. Nếu mà sáng mai thì chắc chắn là hết. Chắc chắn luôn, còn bây giờ về hẳn nhà thì ok. Đây anh ạ. Ui dồi ôi. Nó xì như thế này cơ mà. Bá được. Ôi dồi ôi, bỏ ra nào. Ôi đâm to lắm anh ạ, cái này đúng cái đinh luôn. Thằng nào không lên hơi được này. Bây giờ có cái vá nhanh không nhở? Rùi phát vào là được. Đúng rồi. Ok. Anh cho em quyết định. Không việc gì hết. Không. Ôi, cái này hơi to nhỉ. Cắt tầm này đi là đẹp anh ạ. Ok anh ơi. Chuẩn nó rồi đấy. Rùi vào. Ngon luôn. Nice. Bơm này. Rồi. Còn hai vạch kia đấy. Còn một vạch kia đấy. Ừ. Đỡ rồi đấy anh ạ. Đi chậm thôi. Né chỗ sóc này nhá. đợi xe lên để anh tháo van nào. Em gửi anh. Anh cảm ơn anh nhá. Đấy phải có người chung đam mê như thế này thì nó dễ. Ok rồi đấy. Rồi lui lại đi.
Cô lại nghe thử nào. Chạy về được rồi. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Gặp anh chủ quán quá uy tín luôn. Cái gì? Bãi cứt. Qua đêm 300 à? Qua đêm à? Rẻ đấy. Đi. Rồi 1 giờ sáng luôn. The fuck. Giải cứu thằng em bị xì lốp mọi người ạ. May là giải cứu thành công. Đâu nhỉ, đường nào nhỉ? Chả nhớ. Trời ơi. Đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhá. Hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nha. Ok, bye bye. Nhà mình vẫn bán gấu này, ba lô sóc các thứ dày nhá mọi người. Thật ra vấn đề xe mình chạy tối được thôi mà. Xe nó màu đen đi, chạy tối nó không nổi. Đèn xỉ à. Người ta đi đường còn khó nhìn nữa ấy. Cái thứ hai là mình lừa đi tối. Vì tối nhiều công an. Nên là mình khá là lười rồi.